not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. Anh chẳng nói để hoa cao.
tiếp tục xây dựng nước của các cháu. Qua cái thống nhất giữa hai gia đình, qua cái cuộc quyết trước, hôm nay là gia đình chúng tôi có sửa như thế xuống báo cáo ông bà chính thức cháu Cường, còn cháu ở trên này báo cáo sau đây xin phép của bà cho cháu ra để tôi tiếp tục đăng ký. Các bạn, để trước khi vào phát biểu thì cho phép tôi thay mặt gia đình nhà gái và nhân viên cá nhân xin di chuyển tới tất cả các cụ bà lời chúc mừng sự hạnh phúc và thành đạt, chúc hai cháu Trường và Trọng Trang là hạnh phúc và tiến tới ngày hôn nhân gần đây được thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ công các bạn, kính thưa đoàn viên nhà trường, trải qua thời gian dài các cháu yêu thương và tìm hiểu nhau, được sự giúp đỡ của hai gia đình, đặc biệt là ông bà Vĩnh cháu ở trong Tư Tranh và ông bà Quan ở ngoài Tiền Phong, thì hôm nay là ngày lành cũng tốt, là ngày mới bắt đầu. Các cụ công các bà trong gia đình của người trai có sở tư chầu gọi tư chầu ăn hỏi và tư cháu, thì tôi xin thay mặt cho gia đình mọi nhà gái là xin chấp nhận thay mặt của các cụ công các bà và nhà gái để dâng lên trước hết là thắp hương lễ tổ và tiếp nhận lời phát biểu của gia đình người trai. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đơn. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng. Xin báo cáo các cụ công các bà là bây giờ đã đến giờ rồi mà. Chúng ta trước hết là thay mặt cho nhà trai cảm ơn sự đón tiếp của các cụ công các bà thế này. Và bây giờ chúng tôi cũng xin phép các cụ công các bà để cho chúng tôi là chung trang trang để về quê chúng tôi đăng ký cho ban nhân dân đăng ký thủ tục của tiếp. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày này. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đăng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa,
nữa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên ngày nay. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình. Hôm nay thì ngày lành tháng tốt, nhân gia đình nhà ta tổ chức lễ đăng ký kết hôn, cháu giấy chứng nhận kết hôn cho chú rể Xuân Trường và cô dâu Huyền Trang. Theo quy định luật hôn nhân và gia đình ngày 26/6/2014 quy định tại khoản 1 điểm A điểm B điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định. Tại khoản 1 quy định nam nữ kết hôn với nhau phải tuân thủ các điều kiện sau đây: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam và nữ phải tự nguyện, không bên nào ép buộc bên nào. Chị có tình nguyện kết hôn với anh Nguyễn Xuân Trường không? Tôi xin hỏi anh Nguyễn Xuân Trường, anh chị anh hỏi nhảy cái nào phân vân tình nguyện kết hôn với chị Nguyễn Thị Huyền Trang. Tôi xin hỏi cả hai chị, cuộc hôn nhân của anh chị có bên nào bị ép buộc bên nào không? Không. Thưa các vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, chúng ta đã chứng kiến cuộc hôn nhân của anh chị Trang và Trường là tự nguyện, không bên nào ép buộc nhà. Về hồ sơ cũng như là nguyện vọng của hai anh chị, nguyện vọng tình nguyện kết hôn với nhau. Thưa các vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, hôm nay ngày 17/10/2019 tại Ủy ban nhân dân Hoàn, Ủy ban nhân dân Hoàn đã tổ chức lễ đăng ký kết hôn cũng như trao giấy chứng nhận kết hôn cho anh Nguyễn Xuân Trường và chị Nguyễn Thị Huyền Trang. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang sinh ngày 13/1/1996, quê quán xã Thiền Phong, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Kết hôn với anh Nguyễn Xuân Trường sinh ngày 18/2/1991, quê quán xã Minh Hoàn, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Minh Hoàn, tôi xin trao giấy chứng nhận kết hôn cho anh Trường và chị Trang. Trước hết là xin trao giấy chứng nhận cho chị Nguyễn Thị Huyền Trang, chúc chị trăm năm hạnh phúc. Trao giấy cho anh Trường, chúc gia đình của chúng ta trong trọng đại. Cán bộ tư pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ đăng ký hai bên gia đình thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm giáo dục các cháu thực hiện đúng các cái quy định của hôn nhân gia đình. Cuối cùng xin chúc đồng chí cán bộ tư pháp là mạnh khỏe và làm nhiều cái cầu nối cho các cháu tiếp theo được hạnh phúc. Trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai. Một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa em vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có anh và có em bên nhau
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Có vẻ là vẻ vơi hồi có gái ngoài.
bạn gái quan tâm chồng cô mới dẫu tình rằng cô cả cô hai nay đây ơi. Phần tơ hồng trời xe, dạ xin mời anh cả anh hai ăn với em miếng trầu. Ăn một miếng trầu gặp đây, ăn một miếng trầu không y ăn đi gầm lấy, không mơ ăn đi gầm lấy cho nhau bằng lòng. Oh, no.
còn son em đi từ còn son. Làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Trên trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó sáng trong anh tình. Gia đình nhà trai nhà gái thì đúng 1:05 với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng ta sẽ khởi hành chuyển bánh lên đường đón sông trở về với chương mục đến số 2 họ nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng tham dự và chứng kiến những giây phút hạnh phúc đăng quang của bạn trẻ. Xin chào và Việt Trang có chương trình buổi lễ vô quy chúc phúc trong năm hai bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm lòng con tim thân thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lai hoài nhang. Bao đau thương cô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian chân đòi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau, nhiều phút ban đầu cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
ở Vườn Chanh đã có vợ chồng ra đây để thắp hương kính lễ tổ, xong rồi là có lời chuyện gia đình của hai chúng tôi để được phép đón cháu Trang về trong ấy, để hai gia đình đứng lên tổ chức lễ thành hôn cho cháu và để cháu được trở thành dâu thành con thành cháu của các cụ, và cháu Cường cũng là được trở thành thể thành con thành viên chính thức của gia đình chúng tôi ở ngoài này. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn và niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Buổi lễ phong kỳ, buổi xe duyên để thắng đoàn trẻ Huyền Trang Xuân Trường xin chính thức được bắt đầu ạ. Trong kính mời bác đoàn trưởng họ nhà trai và đồng kính mời bác đoàn trưởng họ nhà gái sẽ lên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Lắng nghe đôi lời vàng lời ngọc của bác trưởng phái đoàn họ nhà trai, trước là cảm ơn, hai là lời xin dâu với toàn thể các quý vị cùng toàn thể anh chị em trong họ nhà gái. Thay mặt cho họ nhà trai, trước hết chúng tôi xin gửi tới các cụ, công, các bà họ nhà gái một lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thưa các cụ, công, các bà, trong quá trình cháu ở Trường là con chú Vĩnh và cháu Trang là con ông Hùng, hai cháu đã tìm hiểu qua một thời gian dài và các cháu đã từng bước đã báo cáo với gia đình. Gia đình chúng tôi đã tiến hành từng bước để tiến tới hôn nhân cho các cháu vào ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2019, là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi trước hết xin gửi tới các cụ, các ông, các bà họ nhà trai một lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Thưa các cụ, các ông, các bà, quá trình hai cháu đã tìm hiểu tới nay, thống nhất giữa hai gia đình chúng tôi đã có những sự thống nhất cao và đã đi tới kết luận vào ngày hôm nay là tổ chức cho các cháu. Được sự nhất trí cao của hai gia đình, được sự công nhận của chính quyền địa phương ở hai nơi các cháu cư trú, do đó hôm nay gia đình chúng tôi xin phép, trước hết là xin phép các cô, các ông, các bà ở trên này chính thức là ngày hôm nay cháu Trường sẽ là con, là cháu của các cô, các ông, các bà ở trên này. Quá trình giao tiếp chắc chắn sẽ có những cái khiếm khuyết, thì cũng kính mong các cụ, các ông, các bà tha thứ và giúp đỡ cháu, tạo điều kiện để cháu phấn đấu là người con ngoan của gia đình. Cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà, sự đón tiếp của họ nhà gái, và cũng xin phép các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đến giờ xin phép các cụ để cho chúng tôi được đón cháu Trang về quê để làm lễ thành hôn cho các cháu. Xin hết. Lắng nghe đôi lời vàng lời ngọc của bác trưởng phái đoàn họ nhà gái. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, kính thưa quan viên hai họ, cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên là bầu bạn của hai cháu. Để trước khi vào phát biểu, cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà gái và nhân dân cá nhân, tôi xin tuyên truyền tới các cụ, các ông, các bà, các cô dì chú bác,
cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên là bầu bạn của hai cháu lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành hôn cho hai cháu Trang và cháu Trường thành công tốt đẹp và các cháu hạnh phúc trăm năm. Nhất trí hoàn toàn để các cụ công các bà đón cháu về trong phòng cưới của gia đình và nhà trai. Và cũng kể từ giờ phút này, cháu Trường đã trở thành người một thành viên chính thức trong gia đình chúng tôi và một người con, người cháu trong gia đình. Và cũng qua đây là để gửi cháu Trang cho các cụ, các ông, các bà đón về trong gia đình hoặc nhà trai. Và cháu được làm dâu, làm con, làm cháu, làm thành viên trong một gia đình các cụ ngoài ấy. Thế thì trước khi nhường lời, một lần nữa tôi xin kính chúc các cụ, công các bà, xin kính chúc quan viên họ cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên là bầu bạn của hai cháu lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hai cháu Trường và cháu Trang luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ lên sân khấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Mẹ sẽ, chú rể sẽ lên sân khấu và đồng kính mời mẹ của cô dâu ạ. Hãy
son này áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai con nỉ tay dù hồng, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Xin chào tuyên bố chương trình buổi lễ thành hôn mừng ngày phúc trăm năm hai bạn trẻ xuất trường và Việt Nam xin được chính thức bắt đầu. Đỡ lời cho cô dâu chú rể, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng tự nhiên dùng tiệc trà tiệc trầu và cùng hướng tầm mắt của mình về với sân khấu để cùng đón chào vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ trở lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Và xin quý vị chúng ta hãy đổ chào cái tay thật lớn thật đồng nhiệt để đón chào, xin mời. Kính thưa các cụ, kính thưa công các bạn, kính thưa quan viên đại học, cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên là bầu bạn của hai cháu, để trước khi vào phát biểu cho phép tôi thay mặt gia đình họ nhà gái và nhân danh cá nhân xin kính chuyển tới các cụ công các bạn, tên cô dì chú bác, cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên là bầu bạn của hai cháu lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành hôn cho hai cháu thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ công các bạn, kính thưa quan viên hai họ, trải qua một thời gian dài hai cháu Trang và cháu Trường tìm hiểu và yêu thương nhau và nhất trí rất cao, được sự giúp đỡ nhiệt tình của hai gia đình, đặc biệt là ông bà Quan ở ngoài Tiền Long và ông bà Vĩnh ở trong Vương Chanh. Để hôm nay là ngày thành hôn tốt, chính xác của hai cơ quan chính quyền địa phương, hai gia đình chúng tôi cũng đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi được sự ủy quyền của em tôi là ông bà Quan cũng như đại gia tộc chúng tôi ở ngoài họ Nhật Đãi tiến đưa cháu Trang vào đây để cháu được làm dâu, làm con, làm cháu, làm thành viên của gia đình họ tộc nhà trai trong này. Người cháu ở đây bây giờ nhờ sự chăm sóc của các cụ, các ông, các bà trong gia đình và nhà trai gọi là thương con ngoan rau, nếu các cháu dạy ít thì dạy ít, các cháu dạy nhiều thì bỏ ban nhiều, để các cháu trở thành một gia đình văn hóa, một gia đình văn hóa mới và gia đình hạnh phúc. Để trước khi ngừng lời, cho phép tôi thay mặt gia đình là xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp lòng hậu của gia đình nhà trai dành cho gia đình nhà gái chúng tôi. Và qua đây tôi xin kính chúc các cụ công các bà, các cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên đã trở về phòng cưới của gia đình hoặc nhà trai chúng tôi thì là chân thành cảm ơn và chúc mừng sức khỏe các cụ công các bà, chúc buổi lễ thành hôn của hai cháu được thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự có mặt của các cụ, các ông, các bà, anh chị em đã đến dự buổi lễ thành hôn của các cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, kế tiếp theo lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà gái, chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai chính thức hôm nay công nhận cháu Trang là con là cháu của gia đình chúng tôi. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi cũng kính mời các cụ, các ông, các bà ăn trầu, uống nước, hút thuốc để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Luôn luôn và liên tục sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt về phía sân khấu. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay đi ạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình với ca khúc được mang tên Em là cô dâu đẹp nhất. Anh như người xanh theo em mới bước qua, anh như một ngã tư ngư cờ dài. Em như nàng thơ mà ai nay cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn nỗi nhớ cho anh được trong tay để dìu em bước đi con đường dài. Đôi với anh là cô dâu đẹp nhất, người đây đi thôi.
ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị các bạn chúng ta cùng tiếp tục tự nhiên ăn trầu uống nước hút thuốc. Và có lẽ rằng ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về những tầng tháp ly và tháp bánh để cùng theo trong cái tay cất bánh chiên ngọt xẻ bùi. Trên đôi tay em lấp lánh rạng ngời, là bình minh trên đôi mi em ấm áp dịu dàng. Ngó sen hồng đính duyên trên áo sẽ là ngày anh đưa em về. Rót ly đầy ngân nga câu hát, uống cạn dần chút thương ngại ngần. Hỡi em có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi, lạ lời đôi mình kết duyên tâm tình. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Cần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lưu tình. La 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 la, bước nhẹ vào chút trái tim anh rồi. Con đường nào xa ngàn khắp lối, một người luôn ở bên em ngồi. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung khung hình. Và ngay sau đây và ngay bây giờ, ban tổ chức trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh già chiếc giày sân trường sẽ trở lên sân khấu có một khoảng kỷ niệm trao cho hai con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn. Chú rể sân trường đại diện hai vợ chồng sẽ nói lời cảm ơn tất cả quý vị có được không ạ? Chú rể tự tin lắm, không thấy run gì cả. Xin mời ạ. Hôm nay là ngày vui của con và cháu. Con thay mặt vợ chồng xin chân thành cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian đến chung vui cùng gia đình để dự lễ thành hôn của hai con ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vào xuồng đồng bao la, nghe xa xa mấy câu hát về vòng từ đầu thôn đưa về quê hương ta. Đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu. Chờ cảnh đẹp trắng thanh theo sư âm tin su quý. Chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ôn ơn nhiều, nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà. Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha,
anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Mang cho em những tiếng cười, mang cho em những dáng người bên cạnh em mãi thôi. Từ giờ anh cố gắng chẳng để em phải u buồn. Từ giờ về mãi sau dành em mọi điều em. Giận hờn nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà, và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em.